thế giới ngỡ ngàng với tuyên bố của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lệnh bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin từ tòa án hình sự quốc tế ICC đang tạo hiệu ứng lớn trên chính trường quốc tế. Cùng lúc, NATO cảnh báo rằng ông Putin đang trong tình thế tuyệt vọng và nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột khốc liệt có thể đang đến gần. Giữa lúc đó, Nga đã thay đổi chiến thuật, tăng cường bao vây 14 nước đoàn Ukraine tại khu vực Kursk cho thấy căng thẳng không ngừng gia tăng. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, tại Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng giáo diết vận động tại hai bang có thể quyết định kết quả bầu cử sắp tới. Còn ở Israel, vì lo ngại an ninh, nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải bí mật chuyển địa điểm họp. Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh an ninh khu vực đang trở nên căng thẳng hơn. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây tổng thống Ukraina ông Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu đáng chú ý về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành. Ông Zelensky cho rằng lệnh bắt này dù không thể hoàn toàn giải quyết được căng thẳng hiện nay, nhưng nó đã tạo ra một cản trở lớn cho việc đi lại quốc tế của nhà lãnh đạo Nga. Liệu động thái này có tác động mạnh mẽ như thế nào đến tình hình chính trị khu vực và quốc tế? Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Ấn Độ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, Tòa án hình sự quốc tế ICC không thể giải quyết hoàn toàn tình hình hoặc hoàn toàn tác động đến ông Putin và những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, tất cả các nhà lãnh đạo ICC, luật pháp quốc tế, Liên Hợp Quốc và G20 chắc chắn có thể cùng nhau chấm dứt cuộc xung đột này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm nhận được tác động của ICC vì ông Putin không còn có thể đi đến hầu hết các quốc gia trên thế giới nữa. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng, Hầu hết các nhà lãnh đạo công nhận Quy chế Rome đều không đến thăm Nga. Nói về Mông Cổ, ông tuyên bố rằng hành vi của nước này cho thấy sự thiếu quyết định độc lập. Hôm 24 tháng 10, ICC đã phán quyết rằng Mông Cổ đã vi phạm nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia tham dự Quy chế Rome khi không bắt giữ nhà lãnh đạo điện Kremlin Vladimir Putin theo lệnh của ICC. Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm đến Mông Cổ để kỷ niệm 85 năm một trận chiến lớn trong Thế chiến thứ hai. Một phát ngôn viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tuyên bố Mông Cổ phải bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì Mông Cổ là thành viên của ICC. Ukraine cũng đã thúc giục Mông Cổ bắt ông Putin ngay khi Tổng thống Nga đặt chân lên nước này. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Putin được đội danh dự mặc trang phục dân tộc chào đón tại sân bay ở thủ đô Ulaanbaatar. Mông Cổ chào đón nhà lãnh đạo Nga bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng hành động đó của Mông Cổ đã thể hiện sự coi thường luật pháp quốc tế khi không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo chí cho biết khi đó chính quyền Mông Cổ được cho là đã đảm bảo với ông Putin rằng ông sẽ không bị bắt. Mông Cổ giải thích rằng tới 95% dầu mỏ và 20% điện của họ nhập khẩu từ Nga, nguồn cung đảm bảo sự sống còn của Mông Cổ. Ngoài ra Mông Cổ cũng nhấn mạnh rằng đất nước này theo đuổi chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao. Vào tháng 9, Ukraine đã đưa ra phản đối ngoại giao đối với phía Mông Cổ về việc họ từ chối tuân thủ lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với ông Putin. Được biết, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3 năm 2023, cáo buộc nhà lãnh đạo Nga trục xuất bất hợp pháp dân số, trẻ em và chuyển bất hợp pháp dân số, trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga. Moscow đã bác bỏ cáo buộc trên là vô lý, lưu ý rằng việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự không phải là tội phạm. Ngoài ra, cả Nga và Ukraine đều không tham gia quy chế Rome, nghĩa là ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này. ICC có 124 quốc gia thành viên, gồm 33 nước châu Phi, 19 nước châu Á, Thái Bình Dương, 28 nước Mỹ Latin và Caribe, 19 nước Đông Âu, 25 nước Tây Âu và các nước khác. Vừa qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã được gửi đến Nga và được triển khai đến mặt trận Kursk trong bối cảnh Ukraine vẫn đang duy trì chiến dịch tấn công tại vùng biên giới này của Nga. Tổng thư ký NATO nói trong một cuộc họp báo sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nhận được thông tin liên quan từ phái đoàn Hàn Quốc. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với cả an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương theo ông rutter sự hiện diện của binh sĩ triều tiên tại nga là một bước gia tăng quan trọng trong sự tham gia của bình nhưỡng vào cuộc chiến ukraine vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc đồng thời là sự mở rộng nguy hiểm của chiến sự lãnh đạo nato cho rằng việc binh sĩ triều tiên được triển khai đến nga là dấu hiệu của sự ngày càng tuyệt vọng của tổng thống nga vladimir putin một quan chức cấp cao của ukraine nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không phải là sự đáp trả đủ đối với việc triều tiên tham gia vào cuộc chiến người này cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ không có hạn chế nào đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ chống lại lực lượng Triều Tiên nếu binh sĩ Bình Nhưỡng tham chiến chống lại lực lượng Kiev. Lầu Năm Góc cũng ước tính đã có hơn 10.000 lính Triều Tiên được triển khai đến huấn luyện tại miền đông nước Nga. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, một phần trong số những binh sĩ này đã tiến đến gần Ukraine hơn. Chúng tôi ngày càng lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng những binh sĩ này trong chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại vùng Kursk gần với biên giới Ukraine. Nhận định về việc Triều Tiên tham gia cuộc chiến, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết chỉ riêng các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để đáp trả. Ông Yermak nói Kiev cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự tham gia mở rộng của Triều Tiên vào cuộc chiến. Reuters đưa tin, cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài 2 năm rưỡi đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời chiến tranh lạnh và các quan chức Nga cho biết cuộc giao tranh hiện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK nhận định, các vấn đề kinh tế và thiếu hụt nguồn nhân lực có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách duy trì cuộc giao tranh với Ukraine. Theo tổ chức trên, chi phí để Nga duy trì cuộc xung đột sẽ tăng lên khi Moscow dồn nhân lực và vật lực ra tiền tuyến. ISVK nhận định, nguồn lực của Nga có hạn và ông Putin không thể phớt lờ những khoản chi phí này một cách vô thời hạn. Nền kinh tế Nga sẽ đạt đến điểm báo động và có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho xã hội Nga. Điều này có thể buộc ông Putin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách cung cấp nguồn lực cho cuộc xung đột của Nga hoặc thay đổi cách thức tiến hành kế hoạch quân sự. Theo giới quan sát phương Tây, nền kinh tế và cỗ máy chiến sự của Nga đang chịu sức ép ngày càng lớn, đặt ra những thách thức ngày càng nghiêm trọng với ông Putin trong nỗ lực duy trì cuộc xung đột. Theo tình báo Nga, hiện có 14 lữ đoàn của Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận Kursk. Quân đội Nga tiếp tục khép vòng vây, chiến trường Kursk ngập trong khói lửa. Tỉnh Kursk của Nga hơn 2 tháng qua đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quân sự toàn cầu. Trên mặt trận này, 14 lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine với sự hỗ trợ đắc lực của NATO đã quyết tâm làm thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực giữa hai bên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù quân đội Ukraine được khen ngợi vì lòng dũng cảm, nhưng khi đối mặt với đối thủ hùng mạnh là quân đội Nga, hành động của họ chắc chắn mang ý nghĩa chứng chọi đá nhưng dù thế nào đi nữa quân đội ukraine đã có một bước đi liều lĩnh và quyết định dốc toàn lực trong trận chiến này để có thể lật ngược tình thế về phía quân đội nga mặc dù bị bất ngờ nhưng họ nhanh chóng chuyển nguy thành an biến quốc thành một cái bẫy do địa hình của quốc rất phức tạp giống như một mê cung tự nhiên chắc chắn đây là một cái bẫy khổng lồ đối với những kẻ địch không quen thuộc với địa hình nếu quân đội ukraine càng tiến sâu vào họ càng có nguy cơ bị bao vây nhiều hơn trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh sĩ của lữ đoàn 47 cũng thừa nhận rằng họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Cuộc giao tranh tàn khốc đã thiệt hại rất nhiều quân số và vũ khí trang bị. Nhiều binh sĩ đã kiệt sức nhưng tuyến phòng thủ lại liên tục bị vỡ. Hiệu quả chiến đấu của lữ đoàn 47 đã bị suy yếu nghiêm trọng. Hiện tại, lữ đoàn tinh nhuệ nhất Ukraine này lại đang tổn thất nặng nề ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga với hàng loạt xe tăng Leopard và Abrams tối tân bị thiêu cháy. Còn trên hướng Gluskovsky quân đội Ukraine thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 trước hỏa lực tấn công ác liệt của quân đội Nga đã mất tinh thần, từ chối thực hiện mệnh lệnh chiến đấu của chỉ huy và bỏ vị trí chiến đấu ẩn náu trong vùng Sumy. Hiện khu vực Lutskovsky vẫn chìm trong sương mù giao tranh. Có thông tin quân đội Ukraine tại đây đã rút hết về phía bên kia biên giới. Hãng AFP dẫn nguồn tin cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một tình nguyện viên 34 tuổi của chương trình lương thực thế giới WFP với cáo buộc do thám vị trí quân sự Ukraine để cung cấp cho phía Nga. Theo thông báo của SPU, đối tượng người Ukraine này đã lợi dụng vai trò tình nguyện viên để thu thập thông tin về vị trí đóng quân của lực lượng phòng vệ và pháo binh Ukraine tại khu vực Pokrovsk nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ và có thể đối mặt với mức án tù trung thân về tội phản quốc. Từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã tiến hành chiến dịch chấn áp những người bị tình nghi hợp tác với Nga. Liên Hợp Quốc cho biết, năm ngoái Ukraine đã khởi tố hơn 6.600 vụ án hình sự nhằm vào những người bị cáo buộc hợp tác với Nga và các hành vi liên quan xung đột. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Rusi, Nga xây dựng mạng lưới điệp viên quy mô lớn tại Ukraine từ trước chiến sự. Mạng lưới điệp viên này vẫn hoạt động sau khi xung đột bùng phát, cung cấp thông tin tình báo ổn định cho lực lượng Nga. SPU tháng 2 đã tuyên bố triệt phá mạng lưới gián điệp do bộ phận phản gián quân sự thuộc cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hoạt động tại Ukraina điều hành. 5 người bị bắt với cáo buộc phản quốc, gồm các cựu thành viên tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SPU đang công tác. Thời điểm đó, theo SPU, 5 nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraina, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Tháng 10 năm ngoái, SBU thông báo phát hiện mạng lưới gián điệp lớn nhất từ đầu xung đột và bắt 13 người bị cáo buộc làm việc cho FSB tại tỉnh Mykolaiv. Theo SBU, toàn bộ 13 người này đều là dân địa phương, chuyên cung cấp cho tỉnh báo Nga thông tin về vị trí căn cứ quân sự và hoạt động của quân đội Ukraine tại Mykolaiv, cũng như chỉ điểm để Nga tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tại đây. An ninh Ukraine cho hay Hoạt động của nhóm này đã giúp Nga tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa S-300 vào một tòa nhà cao tầng hồi mùa thu năm 2022, khiến 7 dân thường thiệt mạng. Sputnik đưa tin, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông báo, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn một vụ tấn công biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk. Thông báo cho biết, lực lượng biên phòng thuộc FSB tại tỉnh Bryansk phối hợp với các đơn vị quân đội Nga và vệ binh quốc gia Rusgvardia đã đập tan âm mưu xâm phạm biên giới Liên bang Nga tại huyện Klimovsky, kết quả là bốn phần tử phá hoại đã bị loại bỏ. Phần còn lại của nhóm khi rút lui đã bị tấn công bằng tên lửa, pháo binh và chịu tổn thất. Theo thông báo, trên thi thể một trong bốn đối tượng bị tiêu diệt có hình xăm cho thấy người này từng là thành viên của trung đoàn biệt kích 75, một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Các phần tử này còn mang theo vật dụng cá nhân, thể hiện mối liên hệ với các quốc gia thứ ba cùng vũ khí, trang thiết bị và phương tiện liên lạc nước ngoài. Cách đây ít hôm, kênh Telegram của Nga đưa tin, một chỉ huy lính tư nhân của Ukraine thiệt mạng sau khi bị quân đội Moscow tấn công. Sự ra đi của vị chỉ huy này chắc chắn đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội Ukraine, đồng thời làm tăng thêm nhiều yếu tố bất ngờ trong cục diện chiến trường. Trước đó vào tháng 3 năm nay, tờ Force dẫn lời Stanislav Krapivnik cho biết hơn 30 binh sĩ từ các nước NATO đã bị loại khỏi vòng chiến đấu cùng với hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine trong một vụ tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga Kể từ khi các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây có mặt tại Ukraine, Nga không hề nhẹ tay trong quá trình tấn công. Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo, chỉ ra rằng Nga phải hoàn thành các hoạt động quân sự ở Ukraine trong vòng 2 hoặc 3 năm trước khi các nước phương Tây hoàn thành điều chỉnh sản xuất đạn pháo và tập trung tấn công những nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây. Theo một số thông tin, Nga luôn thực hiện các cuộc tấn công chính xác chống lại các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Nga tập trung thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các hầm ngầm tại khu huấn luyện nơi có các giảng viên quân sự phương Tây. Điều đó cho thấy các hầm trú ẩn tại trung tâm huấn luyện nơi tập trung các hoạt động đông người cho thấy các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây hoạt động trên lãnh thổ Ukraine khó tránh khỏi sự trinh sát theo dõi của Nga. Hồi tháng 6, khi các nhóm quân sự của phương Tây trong lúc tập kết cuộc tấn công tên lửa của Nga ập đến. Tên lửa của Nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao, xuyên qua nóc hầm và phát nổ. Theo thông tin, một lượng lớn binh sĩ Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy. Ngoài ra, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tìm diệt nhằm vào các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự, lính quân sự tư nhân phương Tây. Mặc dù quân đội Ukraine và các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây đã áp dụng rất nhiều phương pháp ngụy trang để cố gắng tránh các cuộc tấn công từ quân đội Nga, nhưng Nga vẫn có cách để phát hiện dấu vết của họ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Nga chính thức bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tại bang Georgia của Mỹ vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Kết quả cho thấy đảng cầm quyền giấc mơ Georgia đã giành chiến thắng với gần 54% số phiếu bầu. Moscow khẳng định không có sự can thiệp nào trong tiến trình bầu cử và phủ nhận các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế khi chỉ còn chưa đến 10 ngày cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút. Theo thăm dò công bố hồi giữa tháng 10 của Wall Street Journal, cử tri ở bảy bang chiến trường đánh giá ông Trump có khả năng điều hành các vấn đề kinh tế và biên giới tốt hơn bà Harris. Thăm dò cho thấy bà Harris dẫn với khoảng cách mong manh ở Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia. Trong khi đó liên quan đến cuộc bầu cử ở Georgia vừa qua, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại đây. Trong đó, đảng cầm quyền giấc mơ Georgia giành chiến thắng với gần 54% số phiếu bầu. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi được hỏi về những tuyên bố của Tổng thống Georgia Salome Durabikvili, chúng tôi kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này, không có sự can thiệp nào cả. Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, có những nỗ lực nhằm làm mất ổn định tình hình ở nước Cộng hòa này, áo chỉ đến những bình luận của Tổng thống Georgia. Ngoài ra, ông Peskov cáo buộc các quốc gia liên minh châu Âu EU đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu ở Georgia. Ông Peskov nhấn mạnh, có những nỗ lực can thiệp nhưng không phải từ phía Nga. Được biết, Đảng Công quyền giấc mơ Georgia đang phải đối mặt với sự liên minh chưa từng có của bốn lực lượng đối lập thần phương Tây. Những lực lượng đã cam kết thành lập một chính phủ liên minh để lật đổ đảng cầm quyền và đưa Georgia trở lại con đường gia nhập EU. Mặc dù Georgia đã đạt được tư cách ứng cử viên EU vào tháng 12 năm ngoái, nhưng EU đã đình chỉ tiến trình này do sự thoái trả dân chủ và việc thông qua luật đặc vụ nước ngoài nhằm vào các tổ chức nhận tài trợ từ phương Tây. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ hiện nay đang diễn ra hết sức kịch cao theo một cuộc thăm dò của script News Ipsos công bố, gần 75% người Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra. Đại sứ quán Nga tại Helsinki mới đây tuyên bố, chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền Phần Lan liên quan đến quyết định tịch thu trung tâm khoa học và văn hóa Nga. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Helsinki có đoạn, Thông tin về việc một số tài sản ở Phần Lan thuộc về Nga được cho là đã bị tịch thù. Đại sứ quán nhận được từ các bản tin của phương tiện truyền thông, không có thông tin chính thức nào từ chính quyền Phần Lan về vấn đề này. Đại sứ quán Nga đã yêu cầu các cơ quan thi hành án và Bộ Ngoại giao Phần Lan cung cấp thông tin chi tiết và đang chờ phản hồi. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga chỉ có thể thảo luận về các biện pháp ứng phó với vụ tịch thu sau khi mọi tình tiết trở nên rõ ràng. Ít ngày trước tờ dẫn tin từ bộ phận báo chí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftoga của Ukraine, cho hay tòa án quận Helsinki đã tịch thu một số tài sản nhất định của Nga ở Phần Lan theo yêu cầu của Naftoga. Tập đoàn này lưu ý, quyết định trên chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu của Naftoga nhằm lấy bồi thường cho những tổn thất xuất phát từ việc tịch thu tài sản của Naftoga ở Krum. Tuyên bố của công ty này nêu rõ, đây là lần tịch thu tài sản thành công công khai đầu tiên ở ngoài Ukraine để thực thi phán quyết trong các vụ kiện liên quan tới khiếu nại của các công ty Ukraine đối với Nga về việc tịch thu tài sản tại Crimea vào năm 2014. Đây là bước trung gian hướng tới việc thu hồi tài sản có lợi cho Natoga. Tại Phần Lan, đại diện của Natoga là luật sư Mikko Lepa và Tatu Zarinen của công ty luật HPP. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ của Covington và Boling, công ty đang hoạt động với tư cách là cố vấn chính trong việc điều phối các nỗ lực thực thi luật pháp quốc tế của Natoga. Hồi năm ngoái, Phần Lan ủng hộ chuyển những tài sản của Nga ở nước ngoài bị đóng băng cho Ukraine để hỗ trợ Kiev tái thiết. Trả lời phỏng vấn Ukraine Farm, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Phần Lan thời điểm đó là ông Ville Tavio cho biết. Chúng tôi ủng hộ việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa và sử dụng thu nhập từ những tài sản này để hỗ trợ Ukraine chúng tôi cần tìm một giải pháp pháp lý để tái sử dụng tài sản bị phong tỏa cùng với các quốc gia đối tác. Ông Tavio cũng cho biết Ukraine có thể dựa vào sự hỗ trợ của Phần Lan trong tương lai để giải quyết những hệ quả sau cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Tavio tiết lộ, Phần Lan chuẩn bị tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine và lập kế hoạch phối hợp với khu vực tư nhân. Phần Lan là thành viên của tổ chức NATO, Động thái trên cho thấy Phần Lan ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia tìm cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, BRICS, một khối gồm các nền kinh tế đang phát triển như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên của BRICS đều ủng hộ việc phi đô la hóa sự khác biệt trong quan điểm này chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kinh tế, chính trị và địa lý. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS gần đây ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo của khối này đã chào đón sự gia nhập của các quốc gia mới như Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đồng thời, 13 quốc gia khác cũng được mời tham gia với tư cách quốc gia đối tác, mở rộng thêm quy mô của BRICS. Tuy nhiên, dù BRICS mở rộng và các thành viên thể hiện tinh thần hợp tác, vẫn tồn tại những khác biệt trong vấn đề quan trọng như phi đô la hóa có thể thấy sự đa dạng trong nền kinh tế và chính trị BRICS được hình thành từ một tập hợp các nền kinh tế và hệ thống chính trị. Mỗi quốc gia có những ưu tiên và thách thức riêng, điều này dẫn đến sự khác biệt trong quan điểm về việc phi đô la hóa. Theo Agnés de Marais, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, tình hình này có thể ảnh hưởng đến cam kết của khối trong việc tăng cường hội nhập tài chính và tiền tệ. Trong khi Nga và Trung Quốc có xu hướng thúc đẩy việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, các quốc gia như Ấn Độ và Brazil lại tỏ ra thận trọng hơn. Họ lo ngại rằng chuyển đổi sang một hệ thống tài chính mới có thể mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Điều này đặc biệt đúng với Ấn Độ, quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài. Ông Sarang Shidor, giám đốc chương trình Nam Toàn Cầu tại Viện Quincy, cho rằng mặc dù nhiều quốc gia không hài lòng với sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế, nhưng khi họ phân tích tổn thất, lợi ích của việc tạo ra một lựa chọn thay thế, họ nhận thấy có nhiều rào cản nội bộ và địa chính trị những rào cản này bao gồm sự lo ngại về khả năng trả đũa từ Mỹ nếu họ chuyển sang một hệ thống thanh toán mới, đặc biệt là đối với các nước như Ấn Độ và Nam Phi, hai quốc gia có quan hệ thương mại chặt chẽ với phương Tây, việc tham gia vào một hệ thống phi đô la Mỹ có thể gây ra những rủi ro không nhỏ về kinh tế và chính trị. Tại hội nghị thượng đỉnh của BRICS ở Kazan, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một cơ chế thanh toán đáng tin cậy và độc lập. Ông cũng kêu gọi phát triển các cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới và sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại giữa các nước BRICS. Tuy nhiên, việc thực hiện hệ thống này vẫn gặp nhiều khó khăn do sự phức tạp trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu hiện tại. Một số thành viên BRICS đang tìm kiếm giải pháp thông qua việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Càng tới gần ngày tranh cử tổng thống Mỹ, cả đội ngũ của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng hòa và của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ứng cử viên Đảng Dân chủ đều dồn sức vào các bang chiến trường, những nơi được cho là sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Trong số 7 bang chiến trường, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, hai bang Pennsylvania và Georgia được cả hai ứng cử viên ưu tiên quần thảo tranh cử những ngày qua để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri càng nhiều càng tốt. Theo Đài CNBC News, kể từ đầu chiến dịch cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tướng của ông là Thượng nghị sĩ bang Ohio James David Vance đã đến Georgia 10 lần. Trong khi phó Tổng thống Kamala Harris và phó tướng của bà, ông Tim Walz, lại vận động tranh cử tại đây 8 lần. Còn tại Pennsylvania, mỗi bên đều có 25 chuyến vận động tranh cử ở tiểu bang Đông Bắc này. Theo đó, cách đây ít lâu, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp cử tri tại hạt Delaware, Pennsylvania, cảnh báo rằng cựu Tổng thống Donald Trump đe dọa các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ. Bà Harris cũng đề cập đến các vấn đề quan tâm như an ninh biên giới, kinh tế và đối ngoại. Cùng thời điểm đó, ông Trump cũng vận động tại Georgia, kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm hoặc trực tiếp vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Ông trình bày kế hoạch kinh tế, chỉ trích chính quyền của ông Joe Biden về vấn đề nhập cư và cáo buộc chính trị bị đàn áp. Ít ngày sau đó, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông James David Vance, cũng tổ chức sự kiện tại Georgia và chỉ trích bà Harris. Ở chiều ngược lại, đảng dân chủ tìm cách thu hút cử tri Georgia với sự kiện gần như cùng lúc tại Atlanta, nơi bà Harris lần đầu xuất hiện cùng với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Một ngày sau, ông Trump vận động tại Pennsylvania tiếp tục tập trung vào các vấn đề kinh tế, lạm phát và an sinh xã hội. Cuộc thăm dò do tạp chí Forbes công bố hôm 24 tháng 10 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris một điểm phần trăm, 49% so với 48% tại Pennsylvania. Tại Georgia, hai ứng cử viên hòa nhau với tỷ lệ 49%. Trong một diễn biến liên quan, bà Harris bất ngờ cho biết sẽ thực hiện bài kiểm tra nhận thức để đáp lại những chỉ trích từ ông Trump và thách cựu Tổng thống làm điều tương tự. Cụ thể, ông Donald Trump đã mỉa mai phó Tổng thống là có chỉ số IQ thấp, thậm chí gọi ứng cử viên đảng Dân Chủ là ngu ngốc. Theo đó, trả lời phỏng vấn trên đài CBS News về lời kêu gọi đi kiểm tra nhận thức của ông Donald Trump bà Kamala Harris tuyên bố Chắc chắn rồi, tôi sẽ thách ông ấy làm điều tương tự. Đây chính là thứ ông ấy luôn vin vào. Tôi nghĩ ông ấy ngày càng bất ổn và mất kiểm soát. Phải dùng đến cách xúc phạm người khác, bởi ông ấy thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào cho người dân Mỹ. Phó Tổng thống Harris đã nhiều lần nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, hiện là ứng cử viên lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ chạy đua vào Nhà Trắng, ngày càng cho thấy ông không đủ khả năng lãnh đạo đất nước thêm một lần nữa. Những nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu đang lo ngại khả năng ông Trump quay lại Nhà Trắng sẽ làm đảo lộn hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách tăng thuế quan mạnh mẽ, phát hành thêm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ nợ và đảo ngược nỗ lực chống biến đổi khí hậu khi ủng hộ sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn. Trong một tuyên bố thống đốc ngân hàng Nhật Bản, Kazuo Ueda cho biết mọi người đang dường như lo lắng khi không hoàn toàn chắc chắn về việc ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo và những chính sách nào sẽ được thực hiện dưới thời tổng thống mới. Trong khi đó, một chủ ngân hàng trung ương khác xấu tên đã mô tả lo ngại một cách thẳng thắn hơn. Người ta bắt đầu cảm thấy ông Trump sẽ giành chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử, cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và 60% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, có khả năng gây ra các phản ứng trả đũa và làm tăng chi phí. Bộ trưởng Tài chính Đức ông Christian Liner đã chỉ ra nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU xảy ra, các bên sẽ đều là người thua cuộc. Để thu hút các cử chỉ Mỹ, ông Trump cũng đưa ra nhiều đề xuất ưu đãi giảm thuế, nhưng các nhà phân tích ngân sách cho biết điều này sẽ làm tăng nợ Mỹ thêm ít nhất 7.500 đô la Mỹ trong 10 năm. Ngoài mức tăng trưởng nợ 22.000 tỷ đô la Mỹ mà văn phòng ngân sách quốc hội ước tính trước đó cho đến năm 2034. Ngược lại, nếu nữ phó tổng thống Kamala Harris chiến thắng, thì các kế hoạch của bà cũng có khả năng làm tăng nợ, nhưng ít hơn nhiều so với chính sách của ông Trump. Trong khi đó, thị trường tài chính đang chứng kiến sự trở lại của giao dịch Trump trong các tài sản từ cổ phiếu, Bitcoin đến đồng peso của Mexico. Đây là những giao dịch đặt cược thu lợi trong trường hợp ông Trump tái đắc cử trong bối cảnh số liệu tham dò của ông đã được cải thiện. Đồng đô la Mỹ đã đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Nhà phân tích Steve Englander của Standard Chartered cho rằng 60% động thái tăng giá của đồng đô la Mỹ là do triển vọng cải thiện của ông Trump trên thị trường cá cược. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil, ông Roberto Campos Neto cho biết, các khoản cược thị trường ủng hộ ông Trump đã có tác động lạm phát đến lãi suất tương lai dài hạn trong nền kinh tế nhạy cảm với đồng đô la Mỹ. Đồng thời nói thêm cả kế hoạch tài khoá của hai ứng viên là ông Trump và bà Harris đều có yếu tố lạm phát. Những lo ngại về việc ông Trump thay đổi hoàn toàn về thương mại và chi tiêu xuất hiện khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuyên bố rằng cuộc chiến toàn cầu chống lạm phát phần lớn đã giành chiến thắng mà không có tình trạng mất việc làm lớn. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu thu hẹp số nợ khổng lồ do Covid gây ra hoặc nếu không phải đối mặt với tương lai tăng trưởng thấp, khiến người dân ngày càng bất mãn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm thường báo hiệu một tín hiệu lạc quan cho tăng trưởng của thị trường mới nổi khi các điều kiện tài chính và áp lực lạm phát tiền tệ giảm bớt. Nhưng thực trạng thâm hồn lớn hơn của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã khiến một số người lo ngại. Thâm hồn lớn hơn có nghĩa là nợ tăng, lãi suất dài hạn cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh. Đây không phải tín hiệu tốt cho các thị trường mới nổi. Ngoài ra, mối lo ngại về một cuộc cạnh tranh thương mại toàn cầu làm đình trệ và giảm bớt áp lực lạm phát đang lan rộng. Trong trường hợp các quốc gia khác cũng áp thuế theo, thì do đó giá cả tăng cao, quá trình giảm phát có thể trở thành thách thức đối với các ngân hàng trung ương trên thế giới. Theo chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, trong những năm qua, quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn ngày càng tiến triển tốt đẹp, với niềm tin chiến lược nâng cao trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Ấn Độ là nước có tầm quan trọng về mặt địa chiến lược, không chỉ là trụ cột vững chắc trong cục diện khu vực, mà còn là cường quốc quân sự. Do đó, việc cải thiện quan hệ với New Delhi là định hướng then chốt mà chính quyền Mỹ sắp tới cần lưu tâm, cũng như phát huy những thành tựu đã đạt được về hợp tác quân sự trong 4 năm gần đây. Quan hệ an ninh với Ấn Độ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Mỹ trong gần 3 thập kỷ qua. Có 4 điểm đáng lưu ý về quan hệ quốc phòng song phương. Thứ nhất, về khả năng tương tác quân sự, sau đối thoại 2 cộng 2 Mỹ-Ấn tháng 4 năm 2022, New Delhi tuyên bố gia nhập lực lượng hàng hải hỗn hợp CMF có trụ sở tại Bahrain và tiến hành tham gia sứ mệnh hải quân chung với 46 quốc gia, trong đó có Mỹ. Thứ hai, Hải quân Mỹ bắt đầu sử dụng các xưởng đóng tàu Ấn Độ để sửa chữa phương tiện quân sự. Cho đến nay, Washington đã phê duyệt 3 xưởng đóng tàu của quốc gia Nam Á để phục vụ công tác tu sửa. Thứ ba, New Delhi cho phép Mỹ tiếp cận các khu vực địa lý chiến lược. Minh chứng là vào tháng 3 năm 2024, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã tổ chức tập trận trên biển với đối tác Ấn Độ tại quần đảo Adaman và Nicoba, ngay cửa eo biển Malacca, vốn là tuyến đường vận chuyển quan trọng nối Biển Đông và Ấn Độ Dương. Thứ tư, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã nâng cấp cơ chế bộ tứ Quad lên hội nghị thượng đỉnh thường niên ở cấp lãnh đạo, phản ánh cam kết hợp tác quốc phòng gia tăng giữa Mỹ và Ấn Độ nói riêng, cũng như giữa bốn nước thành viên nói chung. Theo bài nghiên cứu của CSIS, dù đạt nhiều dấu mốc thành tựu, hai nước vẫn tồn tại quan điểm khác biệt trong một số vấn đề khu vực và toàn cầu, làm căng thẳng quan hệ song phương trong 4 năm qua. Việc Mỹ rút binh sĩ khỏi Afghanistan năm 2021 đã tạo ra hỗn loạn trong khu vực lân cận Ấn Độ. Bên cạnh đó, hai nước có lập trường và cách tiếp cận khác biệt về xung đột khu vực, đặc biệt tại Bangladesh. Trong khi Washington nỗ lực gây sức ép buộc Dhaka tái thiết nền dân chủ, thì New Delhi ủng hộ duy trì nguyên trạng đất nước dưới thời cựu thủ tướng Sheikh Hasina. Do đó, Bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chính quyền Washington mới cần tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp và hàn gắn bất đồng với Ấn Độ. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý tại Trung Đông, vì những lo ngại về an ninh nội các của thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã không tổ chức cuộc họp tại văn phòng thủ tướng hay là trụ sở lực lượng phòng vệ Israel như thường lệ. Quyết định này đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh an ninh khu vực đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chi tiết về địa điểm mới và các biện pháp bảo vệ vẫn đang được giữ kín. Do mối lo ngại về an ninh, nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không họp tại văn phòng thủ tướng hoặc trụ sở lực lượng phòng vệ Israel IDF như mọi khi. Theo đài phát thanh công cộng Khan, quy định mới có hiệu lực từ hôm 28 tháng 10. Trang tin tức Ynet đưa tin các cuộc họp nội các chính phủ đang được di dời địa điểm sau các âm mưu tấn công các chính trị gia và các địa điểm mang tính biểu tượng của chính phủ. Các cuộc họp nội các cũng sẽ không còn được tổ chức tại một địa điểm cố định nữa. Trong khi đó, trang tin tức Walla cho biết, quyết định này được đưa ra như một giải pháp sau khi nhà riêng của thủ tướng Netanyahu ở thành phố ven biển, Kassaria, bị thiết bị bay không người lái tấn công và gây hư hại vào đầu tháng này. Cũng theo trang tin tức Ynet các cố vấn bộ trưởng không được phép tham dự cuộc họp nội các ngày 28 tháng 10. Hãng tin này cho hay, các bộ trưởng rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn vào sáng cùng ngày, thông báo rằng địa điểm họp nội các đã được chuyển đi và địa điểm mới không có bãi đậu xe hoặc khu vực chờ cho các trợ lý. Các bộ trưởng cũng được thông báo nếu mang theo vũ khí, họ sẽ không được phép mang vũ khí vào tòa nhà. Trước đó, quân đội Israel cho biết, 3 chiếc UAV được xác định bay từ Liban đã vào lãnh thổ Israel. Hai trong số các UAV đã bị chặn lại một UAV khác đã tấn công một công trình ở khu vực Qasariya Bên cạnh đó, người phát ngôn của Thủ tướng Israel xác nhận vụ tấn công Nhưng sau đó ít hôm, chính quyền Israel mới thừa nhận thiết bị bay không người lái đã tấn công ngôi nhà Đồng thời, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố nhận trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công và đưa ra cảnh báo Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quy trách nhiệm của vụ tấn công này là do các điệp viên của Iran và khẳng định họ đã phạm phải sai lầm. Về phần mình, Iran phủ nhận liên quan đến vụ tấn công bằng UAV, tuyên bố hoạt động này do Hezbollah thực hiện. Trong thời gian gần đây, UAV đã chứng minh được là mối đe dọa công nghệ thấp nhưng có thể gây chết người đối với Israel. Từ lâu, hệ thống phòng không của Israel vẫn được ca ngợi là có thể đánh chặn và phá hủy hầu hết các tên lửa, nhưng chúng được thiết kế và phát triển chủ yếu để chống lại tên lửa và rocket, chứ không phải là những thiết bị như UAV có thể phóng từ bất kỳ đâu, bay tầm thấp và chậm cũng như có thể thay đổi hướng bay nhanh chóng. Một cuộc tấn công của Hezbollah vào đầu tháng 10 đã khiến 4 binh sĩ thiệt mạng tại một căn cứ quân sự cách biên giới Israel khoảng 40 km. Ngoài ra, cuộc tấn công vào nhà riêng của thủ tướng Israel Netanyahu cũng đã xảy ra vào thời điểm xung đột khu vực đang lan rộng ở Trung Đông. Một cuộc tấn công của Israel vào Iran đã gây thiệt hại cho các cơ sở tại một căn cứ quân sự bí mật ở phía đông nam thủ đô Tehran và một căn cứ khác Tờ Politico dẫn nguồn các hãng tin phương Tây cho biết, các thiệt hại trên được thể hiện qua các bức ảnh vệ tinh của Planet Lab, PBC. Theo đó, một tòa nhà bị hư hỏng nằm trong căn cứ quân sự Pachin của Iran, nơi một cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nghi ngờ Iran từng tiến hành các thử nghiệm chất nổ có sức công phá lớn mà có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân. Iran từ lâu đã khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang tính hòa bình. Mặc dù IAEA, các cơ quan tình báo phương Tây và những tổ chức khác cho rằng, Tehran đã có một chương trình vũ khí cho đến năm 2003. Thiệt hại khác có thể nhìn thấy tại căn cứ quân sự Khoji gần đó qua ảnh vệ tinh, nơi các nhà phân tích cho rằng có hệ thống đường hầm ngầm và các địa điểm sản xuất tên lửa. Quân đội Iran không thừa nhận thiệt hại tại Khoji hoặc Pachin do cuộc tấn công của Israel vào sáng sớm hôm 26 tháng 10 dù họ cho biết vụ tấn công đã khiến bốn binh sĩ Iran làm việc trong hệ thống phòng không của nước này thiệt mạng. Ngay sau đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nói rằng không nên phóng đại cũng không nên xem nhẹ cuộc tấn công của Israel, nhưng không kêu gọi một cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng các cuộc tấn công của Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran và đợt tấn công này đã đạt được tất cả các mục tiêu Hiện vẫn chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu địa điểm bị tấn công trong cuộc trả đũa của Israel. Quân đội Iran chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào về thiệt hại cho đến nay. Các quan chức Iran đã xác định các khu vực bị ảnh hưởng là các tỉnh Ilam, Khuzestan và Tehran. Trong hình ảnh vệ tinh của Balalellab PBC, có thể thấy các cánh đồng bị cháy xung quanh địa điểm sản xuất khí đốt tự nhiên Tangbija của Iran ở tỉnh Ilam vào hôm 26 tháng 10. Mặc dù không rõ liệu điều này có liên quan đến cuộc tấn công hay không, tỉnh Ilam nằm trên biên giới Iran, Iraq ở phía tây Iran. Hình ảnh của Planet Lab cho thấy thiệt hại rõ ràng nhất là ở Pachin, cách trung tâm Tehran khoảng 40 km gần đập Mamalu. Tại đó, một tòa nhà dường như bị phá hủy hoàn toàn trong khi các tòa nhà khác bị hư hỏng trong cuộc tấn công. Tại Khosy, cách trung tâm Tehran khoảng 20 km, có thể nhìn thấy thiệt hại trên ít nhất hai tòa nhà trong các hình ảnh vệ tinh. Căn nhà phân tích gồm Decker Everlet thuộc Viện Nghiên cứu CNA ở Virginia, Joe Truman tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ ở Washington và cựu thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc David Albright đã xác định thiệt hại đối với các căn cứ này. Tại Pachin, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế đã xác định tòa nhà bị phá hủy nằm trên sườn núi là Telegan 2. Viện này cho biết một kho lưu trữ dữ liệu hạt nhân của Iran mà Israel đã thu giữ trước đó xác định tòa nhà này có chứa một khu vực chứa chất nổ có sức công phá lớn và một hệ thống x-quang để kiểm tra các thử nghiệm quy mô nhỏ về chất nổ sức công phá lớn. Các tòa nhà khác bị phá hủy tại Khosy và Pachin có thể bao gồm một kho hàng và các tòa nhà nơi Iran sử dụng các máy trộn công nghiệp để tạo ra nhiên liệu rắn cần thiết cho kho tên lửa đạn đạo. Kênh truyền hình LBC dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, lực lượng Hezbollah ở Liban sẵn sàng thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó vạch ra lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban trong trường hợp hồ sơ của Liban được đưa vào các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Theo nguồn tin, Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabi Berri, đã thông báo với các bên trung gian là Qatar và Ai Cập rằng Hezbollah đã đồng ý chia tách mặt trận và thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với điều kiện việc giải quyết xung đột ở Liban là một phần của các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Nguồn tin cho biết các cách giải quyết xung đột giữa Hezbollah và Israel đã được thảo luận tại Doha, nơi các đại biểu từ Qatar, Mỹ và Israel đã thảo luận việc giải quyết tình hình tại vùng đất Palestine ngày 27 tháng 10. Các quan chức Ai Cập và Qatar dự kiến gặp đại diện của Hamas và một phái đoàn cấp cao của Qatar sẽ đến Beirut để làm rõ lập trường của Liban. Nguồn tin tiết lộ cuộc họp tại Doha đã phá vỡ bức tường khó khăn và các cuộc tham vấn về Gaza đã mang lại một tiến triển nhỏ cho thấy Israel và Hamas sẵn sàng trao đổi con tin. Trước đó, phía Israel cũng được cho là đã gửi Mỹ một văn bản nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột với Hezbollah ở Liban bằng con đường ngoại giao. Trang tin Axios của Mỹ cho hay, trong các điều kiện ngừng bắn, Israel đề nghị lực lượng phòng vệ IDF của nước này được phép tham gia tích cực vào quá trình giải giáp Hezbollah và cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào này gần biên giới Israel. Nói cách khác, Israel muốn có thể tiến hành thực thi tích cực Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong đó yêu cầu lực lượng vũ trang Liban là lực lượng duy nhất có vũ khí ở miền nam Liban. Israel cho rằng nghị quyết này hầu như không được thực thi kể từ khi được thông qua vào năm 2006. Do vậy, Hezbollah đã xây dựng kho vũ khí đáng gờm và khả năng phòng thủ mà cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc lẫn quân đội Liban đều không sẵn sàng thách thức. Ngoài ra, Israel cũng yêu cầu lực lượng không quân của họ có quyền tự do hoạt động trong không vận Liban. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết, bang và cộng đồng quốc tế nhiều khả năng sẽ không chấp nhận các điều kiện này của Israel vì nó sẽ làm suy yếu đáng kể chủ quyền của Liban. Khi Israel tiến hành các hoạt động bộ binh hạn chế chống lại Hezbollah ở Liban, họ phải đối mặt các hệ thống đường hầm tương tự từ kiểu chiến đấu nguy hiểm, ẩn khuất mà họ đã giao tranh suốt một năm dưới lòng đất giải Gaza. Đây không phải là lần đầu tiên Israel tham gia vào một loạt hình chiến đấu mới, mà mỹ sẽ phải đối mặt trong các cuộc xung đột trong tương lai tuy nhiên sự thích nghi thành công của israel một lần nữa cung cấp một mô hình chuyển đổi cho quân đội mỹ nghiên cứu xây dựng trên kinh nghiệm chiến đấu trong lòng đất của mỹ tại các nơi như afghanistan iraq việc nghiên cứu chiến tranh dưới mặt đất của israel có thể giúp mỹ và các quân đội đối tác chuẩn bị cho các chiến dịch chống lại các đối thủ của họ như một quan chức phụ trách các chiến dịch của bộ quốc phòng mỹ đã nói sẽ là ngu ngốc nếu cho rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ không bao gồm môi trường tác chiến dưới mặt đất tiếp thu kinh nghiệm của idf trong việc phối hợp bộ binh trên và dưới mặt đất cũng như với các lực lượng trên không học thuyết và các ttp của mỹ đối với chiến tranh trong lòng đất nên nhấn mạnh sự cần thiết phải phát hiện phân tích phân biệt cô lập và tiêu diệt các mối đe dọa với việc quân đội mỹ cũng đang tìm cách chuyển đổi khi tiếp xúc với kẻ thù giống như idf tiếp tục làm bộ quốc phòng mỹ nên nhấn mạnh chiến đấu dưới mặt đất trong các chương trình hợp tác với israel về tương lai của chiến tranh mở rộng chương trình hợp tác chống đường hầm mỹ israel để tài trợ cho các công nghệ tìm kiếm hoặc phá sập đường hầm và tiến hành các cuộc tập trận trong lòng đất thường xuyên với các lực lượng israel các cuộc tập trận chung tập trung vào việc di chuyển quân đồng thời trên và dưới mặt đất và sử dụng công nghệ tiên tiến sẽ có giá trị to lớn đối với các nhiệm vụ của mỹ từ chống khủng bố đến giải cứu con tin được biết, Hezbollah đã chuyển sang sử dụng đường hầm ngầm nhằm tránh máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel. Các chuyên gia cho biết đường hầm của Hezbollah không chỉ giới hạn ở phía nam Liban, mà còn ở nhiều vùng lãnh thổ khác của nước này. Nhà nghiên cứu Tan Biri tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Alma, một nhóm nghiên cứu tập trung vào an ninh miền Bắc Israel, cho biết phía nam Liban là vùng đất của những đường hầm. Nhà phân tích chính trị chuyên về Trung Đông Eva J. Koloriotis cho biết các đường hầm của Hezbollah cũng trải dài dưới vùng ngoại ô Beirut, nơi đặt trụ sở chỉ huy và kiểm soát của nhóm và nơi cất giữ một kho tên lửa chiến lược. Nhóm này cũng duy trì các đường hầm dọc theo biên giới với Syria, nơi họ sử dụng để buôn lậu vũ khí và các vật tư khác từ Iran vào Liban. Đường hầm sẽ là một vấn đề ngày càng lớn đối với các quân đội phương Tây vì chúng cung cấp sự bảo vệ vật lý và gây khó khăn trong việc phân biệt, cô lập các chiến binh khỏi dân thường. Quay trở lại với tình hình xung đột Nga và Ukraine. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang bước vào một giai đoạn mới khi Kiev tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm đến các cơ sở quân sự chiến lược. Những cuộc tấn công này đã sử dụng UAV và tên lửa hành trình nội địa, không chỉ gây ra thiệt hại lớn mà còn có khả năng thay đổi cục diện xung đột. Theo tờ Wall Street Journal, trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có hồi kết giữa Ukraine và Nga, một xu hướng mới đang nổi lên Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Điều này đang dần thay đổi cục diện cuộc xung đột với Nga. Trong 3 tháng qua, khoảng 150 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các cơ sở lưu trữ tên lửa, kho nhiên liệu, sân bay quân sự và nhà máy quốc phòng. Những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự của Nga mà còn có thể tác động đến cục diện xung đột. Theo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga đã tạo ra một thay đổi căn bản trong tình hình xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc đưa xung đột trở lại Nga có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin phải xem xét lại chiến lược của mình và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. Các thông tin tình báo cho thấy một số cuộc tấn công gần đây đã phá hủy khoảng 58 nhà kho và một nhà ga đường sắt tại một kho vũ khí ở phía tây bắc Moscow. Điểm đáng chú ý là phần lớn các cuộc tấn công tầm xa này được thực hiện bằng các vũ khí sản xuất trong nước của Ukraine như UAV và tên lửa hành trình Neptune. Mặc dù Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng họ vẫn kiềm chế không cho phép Kyiv sử dụng các tên lửa phương Tây như Attack MS hoặc Storm Shadow để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng căng thẳng, lưu ý nếu các vũ khí phương Tây được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga đã thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine mà không phải đối mặt với nguy cơ đáp trả trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, sự phát triển của các vũ khí tấn công tầm xa đã giúp Ukraine phá vỡ sự bất cân xứng này. Mykola Bielieskov, thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia tại Kiev, nhận định các cuộc tấn công này đã tạo ra lợi thế chiến lược cho Ukraine khi giúp nắm thế chủ động trong cuộc xung đột. Khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine đang khiến Moscow gặp khó khăn trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ rộng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc Nga phải phân bổ lực lượng để bảo vệ các cơ sở chiến lược quan trọng. Sự ủng hộ của phương Tây cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công của Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện rõ ràng sự cam kết với Kiev thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự lớn. Việc sản xuất máy bay không người lái và các hệ thống vũ khí khác giúp Ukraine gia tăng áp lực lên Nga, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ và tấn công của mình. Với những cuộc tấn công gần đây và các cơ sở quân sự của Nga, Ukraine đang từng bước làm suy yếu khả năng tiếp tục cuộc xung đột của Moscow. Tuy nhiên, Kiev vẫn duy trì sự kiềm chế, chưa tấn công vào các mục tiêu không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga như ngành hàng không dân dụng hay các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Điều này nhằm tránh gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Nga và đảm bảo sự ủng hộ liên tục từ các đồng minh phương Tây. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 51 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại nhiều khu vực bao gồm cả vùng gần biên giới. Theo thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay 18 UAV bị đánh chặn tại vùng Tambov, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km và 16 chiếc khác bị bắn hạ gần thành phố biên giới Bengorod. Số UAV còn lại bị bắn hạ tại các khu vực Orion, Ryansk, Lipetsk và Voronezh. Một chiếc bị đánh chặn ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ từ tháng 8 và hiện kiểm soát vài trăm km vuông lãnh thổ Nga. Nga gần như công bố hàng ngày việc phá hủy UAV từ Ukraine. Kiev khẳng định, các cuộc tấn công này thường nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là để đáp trả các đợt oanh tạc của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Trong 3 tháng qua, Ukraine đã nhiều lần điều động các phi đội máy bay không người lái UAV vượt hàng trăm cây số vào lãnh thổ Nga để tấn công các cơ sở lưu trữ tên lửa, kho nhiên liệu chiến lược, sân bay quân sự và nhà máy quốc phòng của nước này. Tại một số thời điểm, đã có tới 150 UAV tham gia vào cuộc tấn công. Cho đến nay, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã vươn tới tận bờ biển Bắc Cực của Nga ở phía Bắc và các khu vực giáp biên giới Kazakhstan ở phía Đông. Đa số các UAV tham chiến đều được sản xuất trong nước và được cải tiến để phù hợp với tình hình thực địa. Ngoài máy bay không người lái, Kiev cũng đã nhắm mục tiêu vào Nga bằng tên lửa hành trình Neptune do chính nước này sản xuất. Mặc dù với số lượng ít hơn nhiều những nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng đã được đẩy mạnh sau khi các cuộc tấn công có hệ thống của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga và một số nhà máy điện lớn của Nga vào đầu năm nay. Ukraine sở hữu nhiều nhà máy sản xuất máy bay lớn trước cả khi xung đột với Nga nổ ra hồi năm 2022 với các công ty toàn cầu như công ty máy bay Antonov và nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motoshik. Hiện tại, hơn 20 công ty khác nhau của Ukraine đã cho ra đời nhiều loại UAV, bao gồm các phiên bản mới của máy bay Palianisia với động cơ phản ứng gần giống với tên lửa dẫn đường. Giới chức Nga cho biết quân đội Ukraine mới đây đã phát động cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào nhiều khu vực ở tỉnh Voronezh và gây ra một số thiệt hại. Tờ Kiev Independent dẫn thông tin được Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga Alexander Gusev chia sẻ cho thấy các đơn vị phòng không địa phương cùng hệ thống tác chiến điện tử đã bắn rơi nhiều máy bay không người lái UAV của Ukraine. Ông Gusev viết trên mạng xã hội Telegram Theo thông tin sơ bộ, chúng tôi chưa ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên một vài UAV cảm tử đã rơi xuống một cơ sở công nghiệp, hai nhà dân và một nông trường trong tỉnh Voronezh. Các cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường những thông tin do thống đốc tỉnh Voronezh chia sẻ cùng thời điểm Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV Ukraine trên bầu trời các tỉnh Bryansk, Belgorod và Voronezh. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine Vladislav Voloshin tối ngày 27 tháng 10 cũng thừa nhận quân đội Nga đã giành được một số lợi thế tại khu định cư Levat thuộc tỉnh Zaporizhia. Trước đó, theo tờ Kiev Post của Ukraine, các quan chức và truyền thông Nga đưa tin máy bay không người lái UAV của Ukraine cũng đã tấn công hai nhà máy trưng cất rượu ở vùng Tula, một nhà máy ở vùng Tambov và một cơ sở công nghiệp ở vùng Voronezh của Nga. Thống đốc vùng Tula Dmitry Miliaev viết trên Telegram rằng một nhà máy trưng cất rượu ở thị trấn Yefremov và một nhà máy ở làng Luskovsky đã bị hư hại. Theo tờ The Moscow Times, tại Yefremov, nhà máy Zeno Product thuộc công ty Rospierprom là một trong những nhà sản xuất ethanol hàng đầu tại Nga, sản xuất tới 100.000 lít một ngày cách đó khoảng 155 km tại làng Luskovsky, nhà máy Absolute cũng thuộc sở hữu của Rospierprom, được cho là có thể sản xuất 62.000 lít một ngày. Ở phía nam vùng Tula, tại vùng Tambov, có thông tin rằng đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy hóa sinh GSC Biochim ở thành phố Raskazovo. Thống đốc vùng Tambov Maxim Yegorov tuyên bố rằng một cuộc tấn công bằng UAV có khả năng là nguyên nhân Ông Yegorov cho biết không có thương vong và đám cháy bùng phát sau vụ nổ đã được dập tắt sau khoảng 1 giờ. Reuters trích dẫn nguồn tin từ Biochem cho biết, công ty này sản xuất các sản phẩm có tầm quan trọng chiến lược đối với nhà nước Nga, chủ yếu là ethanol. Ngoài ra, hãng Thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviatsiya cũng đưa tin về việc đóng cửa tạm thời sân bay Nizhny Novgorod do mối đe dọa tấn công bằng UAV của Ukraine. Nga gần như công bố hàng ngày việc phá hủy UAV từ Ukraine. Kiev khẳng định các cuộc tấn công này thường nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là để đáp trả các đợt oanh tạc của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine từ lâu đã kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép dùng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa và các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn. Phương Tây hiện khá chia rẽ về ý tưởng cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Các nước như Thụy Điển, Phần Lan, Canada phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ, trong khi đó Đức tỏ ra thận trọng hơn. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ thống đốc vùng Brian, Alexander Bokomat mới đây cho biết, một nhóm vũ trang Ukraine đã cố gắng vượt biên giới, xâm nhập vào lãnh thổ của vùng này nhưng đã bị quân đội Nga tiêu diệt. Ông viết trên kênh Telegram cá nhân, lực lượng của Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Nga tại vùng Bryansk, các đơn vị của quân đội Nga và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã ngăn chặn một nỗ lực vượt biên giới của nhóm vũ trang, đồng thời thông tin thêm rằng đối phương đã bị loại bỏ. Quan chức Nga không nêu chi tiết về quy mô của nhóm vũ trang cũng như thiệt hại Ông Bokoma cũng chưa ghi nhận bất cứ trường hợp thương vong nào về phía nga. Ông Bokoma cho biết tình hình trong khu vực vẫn ổn định và khu vực biên giới hiện do Bộ Chỉ huy tác chiến khu vực kiểm soát. Ukraine chưa bình luận về thông tin từ nga. Vùng Baryansk giáp với Belarus ở phía tây và giáp các vùng Chernigov, Sumy của Ukraine ở phía nam. Vùng này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone của Ukraine kể từ khi xung đột nga-Ukraine nổ ra. Gần đây, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 100 drone của Ukraine trên bầu trời vùng Bryansk cũng như các vùng Kursk, Orion và Benkorod và khu vực Lipetsk nằm xa hơn về phía đông. Bryansk giáp với vùng Kursk. Hồi tháng 8, các lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng biên giới Kursk của Nga và đã kiểm soát một phần lãnh thổ tại đây. Theo RT, trong gần 2 tháng kể từ cuộc xâm nhập của Ukraine quân đội Nga đã giành lại được hơn chục khu định cư gần biên giới. Dù đặt nhiều mục tiêu tham vọng cho nỗ lực xâm nhập bang Kursk, khả năng lực lượng Ukraine có thể duy trì kiểm soát các khu định cư của Nga là rất thấp. Quân đội Nga hiện đã giành lại một loạt khu định cư ở bang Kursk và đang đẩy mạnh tấn công đối phương. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26 tháng 10 cho biết, nước này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh và thi thể giữa Nga và Ukraine ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus duy trì một số liên lạc nhất định với Ukraine. Theo ông, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, làm trung gian trong việc trao đổi thi thể và tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nhưng bản thân quá trình này đã được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của Belarus. Ông Lukashenko cũng khẳng định tất cả hoạt động này đang diễn ra trên lãnh thổ Belarus với sự tham gia trực tiếp của Minsk. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định nếu Nga và Ukraine muốn Belarus sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho quá trình này. Theo ông, Ukraine đã đồng ý làm việc với Belarus và nước này sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh nhân đạo này, bao gồm cả về trẻ em, với sự tham gia của các thanh tra Ukraine và các nghị sĩ Belarus. Ông Lukashenko cho biết, Belarus có các mối liên lạc bình thường với Ukraine và có thể truyền đạt bất cứ tín hiệu nào cho Kiev, cũng như các thắc mắc nếu có của Ukraine tới Nga, chủ yếu là về quân sự. Theo Tổng thống Lukashenko, một số nghị sĩ, nhà ngoại giao và quân đội Belarus được phép thực hiện các cuộc tiếp xúc liên quan được phía Ukraine đồng ý. Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, nước này và Ukraine đã trao đổi tổng cộng 190 tù binh với 95 người mỗi bên theo thỏa thuận được hoàn tất thông qua vai trò trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE. Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quân nhân được trao trả của nước này đang được kiểm tra y tế ở Belarus, một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow trong cuộc giao tranh kéo dài hơn 2,5 năm qua. Vào tháng 9, lần trao đổi tù binh của Nga và Ukraine cũng được diễn ra với tổng cộng 103 người của cả hai bên. Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã đưa 115 quân nhân bị Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk về nước. Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều đợt trao đổi tù binh trong xung đột kéo dài hơn 2 năm, thường thông qua thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Giới chức Nga cho biết giữa nước này với Ukraine không có bất cứ cơ chế đàm phán nào Mọi trao đổi của hai bên đều thông qua trung gian và tập trung vào các vấn đề nhân đạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là trao trả tù binh. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga mới đây cho biết, chiếc trực thăng Mi-2 do một phi công điều khiển chở theo một bác sĩ và hai nhân viên y tế đã rơi xuống khu rừng gần làng Belinki, tỉnh Kirov, cách Moscow khoảng 700 km về phía đông. Bộ này xác nhận toàn bộ người có mặt trên trực thăng thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chưa được xác định. Mi-2 là loại trực thăng nhỏ sản xuất tại Ba Lan, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm vận tải và cứu thương. Máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoặc yểm trợ trên không khi được gắn thêm pháo tự động 23mm, ống phóng đạn phản lực 57mm, 4 tên lửa chống tăng 9K11 Maliutka hoặc Srela. Theo dữ liệu từ cơ quan đăng ký máy bay dân dụng Nga, chiếc trực thăng Mi-2 bị rơi đã hoạt động được gần 38 năm. Mi-2 có chiều dài 11,9m, chiều cao 3,7m, trọng lượng rỗng 2,3 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 3,7 tấn. Máy bay có thể chở theo 8 hành khách hoặc 800 kg hàng hóa bên trong. Được trang bị hai động cơ PZL GTD 350, trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 220 km một giờ, tầm bay 340 km một giờ và trần bay 4.000 m. Đây không phải lần đầu Nga bị rơi máy bay. Trước đó vào tháng 7, máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga đã bị rơi vào chiều ngày 12 tháng 7 ở quận Kolomna, cách thủ đô Nga khoảng 80 km về phía đông nam. Theo giới chức địa phương, máy bay gặp nạn thường có sức chứa từ 87 đến 98 hành khách, thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga. Máy bay gặp nạn khi đang bay thử nghiệm sau quá trình bảo trì, vụ việc khiến 3 thành viên tổ bay thiệt mạng. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã xác nhận vụ tai nạn, đồng thời cho biết máy bay rơi xuống một khu rừng. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga khi ấy cho biết thêm có 3 thành viên của tổ bay trên máy bay. Theo thông tin ban đầu, tất cả đều đã thiệt mạng không có thương vong của dân thường. Cơ quan này cho biết thêm máy bay bị rơi được sản xuất vào năm 2014 và được giao cho Gazprom vào năm sau đó. Đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bị rơi ở khu vực miền núi Bắc Ossetia, Alania. Cả hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Hãng tin TASS dẫn đánh giá sơ bộ cho thấy máy bay đã gặp trục trặc kỹ thuật. Su-34 là máy bay hai chỗ ngồi, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom và tên lửa có độ chính xác cao. Su-34 của Nga đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu ở Syria và Ukraine. Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall đã xác nhận lô xe chiến đấu bộ binh IFV bọc thép bánh xích. KF-41 Lynx đầu tiên sẽ được chuyển ra cho Ukraine vào cuối năm 2024, với 10 xe dự kiến sẽ đến trong đợt giao hàng đầu tiên này. Tổng giám đốc điều hành Ray Metal, Amin Papazer, đã nhắc lại điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Van Amsontag vào ngày 26 tháng 10 năm 2024. Đợt giao hàng này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa Ray và Ukraine. Vào tháng 6 năm 2024, công ty quốc phòng Đức Ray và chính phủ Ukraine đã đồng ý bắt đầu sản xuất xe bọc thép Linz tại Ukraine. Quyết định này đã được xác nhận bên lề hội nghị phục hồi Ukraine được tổ chức tại Berlin đánh dấu bước phát triển đáng kể trong hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin tuyên bố rằng xe Linz đầu tiên được sản xuất tại Ukraine sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Rain Metal khánh thành cơ sở đầu tiên tại Ukraine. Linz KF-41 được mô tả là một nền tảng tương lai cho các hoạt động quân sự phức tạp và khó lường, là hiện thân của một khái niệm phương tiện hoàn toàn mới, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của chiến trường thế kỷ 21. KF41 là xe chiến đấu bộ binh IFV thuộc dòng xe bọc thép Linz được thiết kế, phát triển và sản xuất bởi tập đoàn Rheinmetall Defense của Đức. Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng và an ninh Eurosatory 2018, KF41 là phiên bản lớn hơn và mạnh mẽ hơn của Linz KF31. Một trong những điểm mạnh chính của Linz KF41 là khả năng bảo vệ tiên tiến. Xe được trang bị giáp mô đun cho phép tùy chỉnh chống lại nhiều mối đe dọa. Ngoài ra, KF-41 có thể được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động APS và bảo vệ NBC, hạt nhân, sinh học và hóa học, đảm bảo an toàn cho kíp lái trong nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Được trang bị động cơ diesel Liebherr công suất 1.140 mã lực, xe có thể đạt tốc độ lên tới 70 km h và có phạm vi hoạt động là 500 km. Điều này cho phép xe hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau và thực hiện các nhiệm vụ dài ngày mà không cần tiết nhiên liệu. Chiếc xe được thiết kế với một kíp lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ và tài xế, và có thể vận chuyển tối đa 8 binh sĩ được trang bị đầy đủ ở khoang phía sau, đảm bảo có thể triển khai bộ binh một cách hiệu quả và an toàn vào chiến trường. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.